Dạ, phía trước mình là ngã ba Bầu Đòn các bạn, mình rẽ trái. Và vợ chồng mình là kênh YouTube Vợ Chồng Vô Ký. Vợ chồng mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn cô chú anh chị đang xem video của vợ chồng mình. Ở đây là ngã ba Bầu Đòn, mình rẽ trái để đi về hướng cửa khẩu Cà Tum các bạn. Và video phần này là phần 3, từ ngã ba Bầu Đòn này về đến khu công nghiệp Chà Là ở huyện Dương Minh Châu các bạn, dài khoảng 18 km, của kênh YouTube Vợ Chồng Vô Ký của hai chồng mình. Và vợ chồng mình xin mời tất cả các bạn cô chú anh chị cùng thưởng lãm những cảnh đẹp trên đường đi của hai vợ chồng mình. Các bạn xem video của vợ chồng mình, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh nha các bạn, đăng ký để ủng hộ tinh thần hai vợ chồng mình. Mỗi lượt đăng ký của các bạn là những lời động viên đến hai vợ chồng mình, để hai vợ chồng mình có động lực hơn nữa để quay nhiều video hơn, để các bạn cùng thưởng lãm cảnh đẹp trên quê hương đất nước Việt Nam. Đăng ký là hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Và vợ chồng mình xin mời tất cả các bạn cô chú anh chị cùng theo dõi hành trình của vợ chồng mình. Đây là phần 3, từ ngã ba Bầu Đòn này về đến khu công nghiệp Chà Là ở huyện Dương Minh Châu các bạn, dài khoảng 18 km, của phần đường đi từ Sài Gòn đến cửa khẩu Cà Tum ở huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh, dài khoảng 120 km. Mình quay từ cầu vượt Củ Chi các bạn. Ở đây là đường DT784 ở huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh các bạn.
đường ở đây rất là rộng các bạn, rộng thênh thang. Đường này là một trong những tuyến đường đi từ Sài Gòn về núi Tây Ninh các bạn. Mình sẽ đi ngay cổng sau núi Tây Ninh, đi từ cổng trước ra cổng sau núi Tây Ninh luôn, để mình đi lên cửa khẩu Cà Tum các bạn. Ở xa xa phía trước bên phải mình là núi Tây Ninh các bạn. Đây người ta đang mở rộng đường rất là lớn các bạn, mở rộng về hai bên. Và bên phải mình là khu công nghiệp Chà La các bạn. Và mình xin kết thúc video tại đây ạ.